Hello team online tình yêu của cuộc đời thầy đợt này thầy sẽ cố gắng chữa cho hết tất cả các bài tập của lớp online cũng như của offline của thầy để lên trên trang festar.vn.edu.vn. Và khi mà học bộ môn hóa của thầy thì rất mong muốn là tất cả các em hãy nhớ và giới thiệu với tất cả các bạn để cùng tham gia học môn hóa thầy, bởi vì với học thầy mình bị giỏi hóa đúng không? Thì những cái buổi live stream ở trên trang cá nhân ấy thì là thầy đã chữa cho tất cả các bạn là những câu dễ rồi, còn là những câu khó thì gần như là các bạn không học theo thầy thì online cũng như offline thì rất khó lòng có thể hiểu được những cái bài tiếp theo sau đây thầy chữa cho các em. Và đây là những bài mà thầy rất mong muốn là tất cả team online của thầy đều có thể làm được, và hơn nữa đây thầy làm theo đúng tốc độ mà các em cần phải làm. Nếu các em chưa hiểu thì hãy pause, dừng lại và tua lại từ đầu xem lại đời nhé. Bây giờ thầy bắt đầu chữa này. Câu số 7, ok. Có rất nhiều bạn inbox của thầy thì bảo là cứ bình tĩnh, sau đó là thầy sẽ chữa. Ví dụ như là câu là C4H62 không kể đồng phân hình học, bao nhiêu đồng phân STM thì đúng không? Thì chúng ta chú ý này, câu số 7, đúng không em? Thì cái C4H62, trước hết em phải nhìn là nó thuộc dạng là CnH2n trừ 2O2. Mà đề bài hỏi là đồng phân ST, vậy tương đương nó là ST có một nối đôi CC. Đúng chưa? Vậy câu hỏi đặt ra là lúc này còn ứng dụng được 345 hay 48 không? Thì với là cái tuyệt chiêu 345 hay 48 thì thầy đã từng nói cho các em rồi đấy. Vẫn ứng dụng được. Đây là thực ra là cái ví dụ của thầy đúng không? Thì thầy chữa nhỉ. Thì thầy vẫn coi như bình thường là R1 cộng R2 thì bằng mấy? R1 cộng R2 thì ST có dạng là RCOO R1 CO R2 đúng không em? Thì bỏ đi 1 thì còn bằng 3 đúng không? Thầy vẫn tách này. 0 cộng 3 chỉ ST mới có 0 cộng đúng không? 1 cộng 2 chỉ ST được đảo dấu 2 cộng 1. Vậy thì sẽ có này 345 248, nhưng lúc này do ST một đôi đôi CC nên ta không thể ứng dụng 345 248 nữa được, chúng thầy đã nói đấy. Thì một này chỉ có một đúng không, không một hai vẫn như cũ vẫn có một thôi, nhưng ba khác biệt nhỉ, ba này nối đôi này C này. Để bài nói không kể đồng phân hình học vậy ta không cần xét đồng phân hình học nữa, sẽ có một hai ba, vậy ba có ba chỗ đính nữa. Vậy thì có một nhân ba bằng ba, một nhân một bằng một và một nhân một bằng một, vậy tổng cộng anh thì có mấy đồng phân? Ba cộng với lại hai bằng 5 đồng phân. Đúng không em? Vậy không kể đồng phân hình học cái này có 5 đồng phân. Ok, khá là dễ. Đúng không? Tiếp tục nhé. Cái câu số 9 này, cái câu khá là hay. Thực sự câu số 9 là hay. Thì mong muốn là tất cả các em cái câu này mà chữa trên cái trang cá nhân của thầy thì thầy sợ là nhiều bạn không hiểu. Chính vì vậy nên là thầy chỉ chữa trên trang online khi mà các em đã học những bài lý thuyết của thầy do thầy dạy. Bởi vì phải học những bài lý thuyết do thầy dạy thì các em mới làm được những câu dạng như vậy. Đúng không? Chúng ta sang câu số 9 nha. Có bao nhiêu trieste? Để bài hỏi trieste của glycerol. Thế giờ thì xây dựng này. Trieste của glycerol này. CH2 này. O này. CH này. O này. CH2 này. O đúng không? OC này. OC này. Kiểu gì phải OC? R1. R2. R3. Đây gì? Đây là trieste của glycerol. Vậy. Thầy đếm nha. Để tổng nó có 9. Trước cái thể xét đó, C9H14O6 nó có dạng là CnH2n trừ mấy nhỉ? Trừ 4O6. Và đây là trieste. Dạng nó là no 3 chức. Tại sao suy luận được cái này? Thì bởi vì là thầy đã suy luận ở trong cái bài mà lý thuyết của thầy đã quay lại video cho các em đấy. Học lý thuyết chúng ta luôn học hai lần đấy. Thì đấy, đấy là nó là trong cái bài video lý thuyết mà thầy đã quay cho các em. Được chưa? Vậy không phải lo lắng gì bởi vì nó no nhé. Vậy thì sẽ có là bây giờ thì đi cộng tổng số người carbon này. Tổng bọn này đáng nhẽ phải bằng 9 đúng không? Chứ mình bỏ đi 1, 2, 3, 4, 5, 6 là mình tính thôi. Bởi bài này phải khó. Vậy là R1 cộng R2, R3 bằng 3. Mà điều kiện là R1 lớn bằng 0, R2 lớn bằng 0, R3 lớn bằng 0. Vậy thì tách nhé. Có thể là 0 cộng 0 cộng 3. Xong thầy sắp xếp đúng như kiểu tìm tập chức. 3 ngoi lên. 0, 3, 0. 3 không lên được đầu nữa hết. Trường hợp thứ hai là 1 cộng 1 cộng 1 thì hết rồi. Ba một giống nhau đúng không em? Trường hợp thứ hai là 1 0 2 2 ngoi lên, 1 2 0. Còn một trường hợp nữa. Nếu ta nhìn thấy hai lần thằng 1 đứng đầu thì phải có hai lần thằng 0 đứng đầu. Đúng chưa? Hai lần thằng 2, hai lần thằng 1 đứng đầu phải hai lần thằng 2 đứng đầu, vậy là 2 1 0. Vậy thì bọn thầy có 1 2 3 4 5 6 đồng phân. Đáp án đúng chúng ta phải đáp án. Câu này khá là kinh điển. Thế bây giờ thì nói lại cái số 0, số 1, số 2, số 3 đặc điểm là gì?
là chỉ các axit khác nhau. Và số 0 ở đây ngoài là chỉ các axit khác nhau thì số 0 ở đây thể hiện là đầu H, HCOO. 1 thể hiện đầu CH3CO. 2 thể hiện đầu CH5CO. Được chưa? Các em hiểu câu này nhá. Rất là dễ thôi. Hoàn toàn dễ. Và tương tự sang câu số 10. Câu số 10 thì là loại đồng phân đa chức rồi đúng không? Thì từ ethylene glycol mà thu được 3 axit đúng không? Thì khá là dễ như trong ví dụ thầy đã dạy. Thì cái câu số 10 chúng ta giải rất là dễ thôi. Ethylene glycol mà thu được 3 axit và formic acetic acid acid acrylic, chúng ta nhớ là ethylene glycol thì chỉ có 2 chỗ cắm thôi. Vậy thì đặt acid formic là 1, acid acetic là 2, acid acrylic là 3. Thì có 1 1 đúng không? 2 2 3 3 1 2 2 1 không được. 1 3 và 2 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì nhỉ? C 6. Cứ ra 6 đi test. Thì tiếp tục sang câu số 11. Thì tiếp tục sang câu số 11 nhá. 11. Số lượng đồng phân mạch hở, chú ý cho thầy cụm từ mạch hở phản ứng được với NaOH. Khối lượng phân tử bằng 88. Thì với khối lượng phân tử bằng 88 em biết ngay nó là C4H8O2, thầy dạy quá nhiều rồi. Đúng không? Thì chắc chắn là đồng phân este nó đơn chức, mà đồng phân mạch hở phản ứng với NaOH. Có cụm từ phản ứng với NaOH thì khi vì khi nó là axit hoặc este. Vậy thì đi tìm đồng phân este trước. C4H8O2 thì vẫn có R1 cộng R2 thì bằng 3. Vậy thì có 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Được chưa? Và đồng phân axit thì có dạng là C3H7COOH. Và 3 này thì có 2. 0, 1, 2 có 1. 3 có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng thì có 6 đồng phân. Đúng chưa? Ô, chúng ta lỗi đâu nhỉ? Không có đáp án này các em. Chúng ta lỗi đâu? Là chúng ta ngó lại nhé. Ta phản ứng với nào hát. Được chưa? Thì bắt buộc phải có nhóm chức. Nhóm chức gì nhỉ? Este hoặc nhóm chức acid. 0 cộng 3 đúng rồi nhé. 1 cộng 2 đúng rồi nhé. 2 cộng 1 đúng rồi nhé. Đây có 4 này. 3, 4, 5, 2, 4, 8 này. 7 này. 6. À, không phải đâu. Tại vì đáp án ở đây lỗi đấy. Được chưa? Đáp án này đáp án E. 6 đồng phân. Ok chưa các em? Sang câu 13 nhá. Câu 13. Có bao nhiêu este có công thức phân tử là C8H8O2? Để bài hỏi. C8H8O2. 13. C8H8O2. À, với câu hỏi là có bao nhiêu este có đồng phân là C8H8O2, chúng ta chú ý đều chứa phòng benzen nhá. Chúng ta chú ý cụm từ phòng benzen. Về phòng benzen thì phải tách ra nó là C6 cộng với lại C2. Mà đề bài lại nói là este. Vậy bỏ đi 1C rồi, vậy là C6 cộng với C1 thôi. Đúng không? Bỏ đi 1C, C6 cộng với C1 thôi. Vậy thầy bắt buộc phải làm. Vậy nó có hai khả năng. Một khả năng là C6H5COO đã. Thì cộng 1C1 thì nó là CH3. Vậy này chỉ một đồng phân duy nhất. Dạ đồng phân thứ hai là CH3 ngược lại COO C6H5. Một đồng phân nữa, là hai đồng phân. Còn một trường hợp đặc biệt COO CH2 C6H5 một đồng phân nữa. Và một cái trường hợp khá đặc biệt cuối cùng, HCOO C6H4 CH2. Anh này không phải là thêm một đồng phân nữa, mà anh này chúng ta phải lấy anh này. Dạ HCOO này, một anh CH3 chạy, 1, 2, 3, anh này phải cộng thêm 3 đồng phân nữa. Vậy tổng cộng đây có 3 cộng 3 bằng 6 đồng phân. Riêng nhất ta phải vẽ và đánh số. Được chưa các em? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì đây? Wow, chết rồi, lỗi rồi, không nhìn thấy. Các em nhìn lại, ok. Đấy, thì nhắc lại nhé. Anh C8H8O2 này, ta tách thành một vòng. Bởi vì yêu cầu vòng benzen chắc chắn có C6 và dư được một carbon. Thì trường hợp thứ 1 này, C6 này, CH3 này, CH3 này, C6 này. Ok chưa? Trường hợp thứ hai này, nhìn thấy CH3 thì ta phải nhớ đến HCO này, thì CH2 nằm ở giữa này, thì thoải mái. HCO mà CH3 mà đính vào cái vòng ạ, thì sẽ có 3 vị trí CH3 chạy. 3, thì tổng cộng ta có 6, đáp án đúng chúng ta đáp án D. Ok, đây là kết thúc phần đồng đẳng đồng phân, tên gọi và danh pháp. Chúng ta sang phần tiếp theo nhé các em nhé.